Bạn bè bàng hoàng khi hay tin YouTuber nổi tiếng Nam OK đã qua đời vì tai nạn giao thông. Thành viên của kênh YouTube có hơn 1,7 triệu người theo dõi đã qua đời sau một tai nạn vừa xảy ra tại thành phố Bắc Ninh. Trên trang cá nhân của YouTuber Duy Thường TV, nhiều bạn bè và khán giả bàng hoàng chia sẻ thông tin một thành viên của kênh YouTube này vừa qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Thành viên qua đời được xác định là Nam OK, một YouTuber, một hot TikToker nổi tiếng được nhiều bạn trẻ yêu mến. Tài khoản Đào Văn Thường chia sẻ rằng: "Sao các em lại làm thế với anh? Tỉnh lại đi, tỉnh lại với anh đi." Bên dưới dòng chia sẻ, nhiều người đã để lại những bình luận chia buồn tiếc thương, đồng thời không ít những người đã sốc vì thông tin đột ngột này. "Thương số phận của em quá Nam ơi." Một người khác bình luận đau xót. Được biết là Nam OK, tên thật là Nguyễn Văn Nam, là một thành viên của team YouTube Duy Thường TV. Trên trang cá nhân, Nguyễn Văn Nam có hơn 260.000 người theo dõi. Nam là một trong những hot TikToker, hot YouTuber nổi tiếng ở Bắc Giang. Theo thông tin ban đầu, thì vụ tai nạn giao thông xảy ra vào 14h35 phút ngày 4 tháng 10 tại khu vực cầu Táo Đội thuộc địa bàn thôn Đào Xuyên, xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Một ô tô con chở khoảng 5 người đã va chạm với chiếc xe tải mang biển kiểm soát 99C145 tại ngã 4 đường mới khu vực trên. Tại hiện trường thì chiếc xe ô tô con nát bét, 3 người tử vong tại chỗ, 1 người bị kẹt trong xe, 3 người khác bị thương.